Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình trực tiếp tối nay, thứ tư ngày 22 tháng 12. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng lĩnh tài năng kiệt xuất, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương khởi động vụ ép năm 2021-2022. Omicron sẽ chiếm số đông các ca nhiễm mới ở châu Âu trong vài tuần tới. Sáng nay tại tỉnh Quảng Bình, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2021. Lễ kỷ niệm được tổ chức với quy mô cấp quốc gia gắn với kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Đại tướng Lương Cường, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, lãnh đạo các bộ ban ngành, một số tỉnh, thành phố trong nước. Tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ôn lại thân thế cuộc đời, những cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của thế kỷ 20, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình nhà nho, giàu truyền thống yêu nước, một miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Cuộc đời của Đại tướng gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, tuyệt đối trung thành, suốt đời tận tụy hy sinh, một lòng một dạ phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng. Dù trong lúc cách mạng gặp thuận lợi hay khó khăn, Đại tướng luôn tuyệt đối tin tưởng, thủy chung son sắt với Đảng, với nhân dân. Đúng như lúc sinh thời đã từng nói, tôi sống ngày nào cũng là vì đất nước ngày đó. Đồng chí luôn ghi nhớ, noi gương và thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Làm cách mạng là phải dĩ công vi thượng, nghĩa là phải đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết. Coi đó là phương châm sống và phấn đấu trong suốt cuộc đời. Đây cũng là những bài học rất sâu sắc cho mỗi chúng ta. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các bậc tiền bối, chúng ta nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn. Kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang, di sản vô giá mà các bậc tiền bối và các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng cả xương máu mới giành được, ra sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu, để giữ vững thành quả của công cuộc đổi mới. Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn với kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân là dịp để tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiều nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính trước anh linh các vị tiền bối cách mạng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trọn cuộc đời mình, Đại tướng gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, suốt đời tận tụy hy sinh, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cộng sản. Người đã có công lao, đóng góp to lớn trong xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam hùng mạnh, chính quy, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại. Tuyên Quang, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến, là nơi ghi nhiều dấu ấn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang luôn khắc ghi, trân trọng sâu sắc thời gian hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với các địa danh lịch sử ở Tuyên Quang. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng lĩnh tài năng kiệt xuất, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tuyên Quang, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng trong suốt thời kỳ cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong ngôi nhà sàn này, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở và làm việc năm xưa, những hình ảnh, kỷ vật về Đại tướng luôn được thế hệ sau trân trọng giữ gìn và đặt ở nơi trang trọng nhất. 3 tháng sống và hoạt động tại Tân Trào, tình cảm, hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại trong lòng nhân dân nơi đây thật sâu nặng. Gia đình là gia đình truyền thống, nuôi dấu cách mạng nơi bác Giáp đã ở và làm việc. Bây giờ thì gia đình tôi luôn luôn làm theo những đường lối của Đảng và Nhà nước. Sau đó thì gia đình động anh em là cùng nhau làm kinh tế phát triển đi lên. Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc đó gọi là đồng chí Văn. Thì ngày 21 tháng 5 năm 1945 Bác Hồ về đây một cái thì quân đội về rất đông và ở vào các nhà nào có quân đội ở. Bác Võ Nguyên Giáp lúc đó gọi là đồng chí Văn là đi kiểm tra nhắc nhở từng ly từng tí trong quân đội và gặp nhân dân, bác rất là niềm nở hòa mình với tất cả mọi người dân. Chúng tôi còn trẻ thôi, mới 9-10 tuổi, nhưng bác cũng gặp, bác cũng kể chuyện nói về các cháu phải là làm thế nào, hay chăm học chăm làm rồi thì là phải ngoan ngoãn, thì bác cũng dạy như thế. Cho nên phải nói là tình cảm của ông Võ Nguyên Giáp đối với chúng tôi rất là gần gũi, đối với nhân dân đây rất là gần gũi. Tân Trào, Kim Quan, Kim Bình, nhiều địa danh trên vùng đất truyền thống cách mạng Tuyên Quang đã in đậm dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc như thành lập khu giải phóng, Quốc dân Đại hội Tân Trào, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng. Tháng 7 năm 1945, tại căn lán nhỏ này, giữa lúc tình hình hết sức khẩn trương, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ốm nặng, tưởng chừng không qua khỏi. Người dặn Đại tướng câu nói đã đi vào lịch sử. Lúc này, thời cơ thuận lợi đã tới. Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã biến mệnh lệnh ấy thành hành động mang tầm chiến lược. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, dưới bóng đa này, Đại tướng đọc bản quân lệnh số 1, hạ lệnh xuất quân. Đoàn quân giải phóng tiến sang giải phóng Thái Nguyên và tiến về Hà Nội, cùng nhân dân cả nước thực hiện cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945 thành công. Đại tướng là người đã kiến tạo nên thủ đô khu giải phóng. Với vị thế vùng rừng núi chiến lược của đất nước ấy, thì Tuyên Quang tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị và truyền thống từ những năm 45-46 với những chỉ đạo, lãnh đạo, tác động của chính Chủ tịch Hồ Chí Minh và của chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuối năm 1945, Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Trước tình hình đó, ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Một lần nữa, Tân Trào giữ vị trí là trung tâm căn cứ địa cách mạng. Ngày 5 tháng 11, thì bác là viết những công việc cần thiết lúc bây giờ. Và ít lâu sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến. Nhưng mọi người đều biết, sau cuộc họp thì bác hỏi tôi là cuộc kháng chiến cả nước bùng nổ, thì chú hiểu là thủ đô Hà Nội ta giữ được bao nhiêu lâu? Tôi đáp là thưa bác, có thể giữ được 1 tháng, sau này là giữ được 2 tháng. Bác lại hỏi còn các thành phố khác? Tôi đáp là có thể lâu hơn. Bác lại hỏi là thế còn vùng nông thôn thì thế nào? Tôi nói vùng nông thôn dĩ nhiên ta giữ được, ta giữ vững được. Bác trầm ngâm một lúc rồi nói thôi được, ta trở lại Tân Trào.
những câu chuyện, hình ảnh, kỷ vật về Bác, về Đại tướng sẽ mãi được lưu truyền để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Chúng tôi nhằm tuyên truyền, giáo dục những giá trị cốt lõi của lịch sử dân tộc ở tại Tuyên Quang, nơi mà Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tất cả các bộ ban ngành đã từng ở và làm việc để chỉ đạo công cuộc kháng chiến, giành độc lập cho nước nhà và giải phóng đất nước. Gặp với Bác thì chúng tôi một người rất là giản dị, rất là bình thường, không hề nghĩ rằng đó là một người đã đánh thắng lại thế cuộc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời, nhân cách và những công hiến to lớn của Đại tướng sẽ mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc. Mỗi người con trên quê hương Tuyên Quang luôn trân trọng, khắc ghi và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Nguyện mãi vững niềm tin với con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc toàn tỉnh nguyện quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển, mãi xứng đáng là thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, chiều nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng tập thể cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung ghi nhận, biểu dương những kết quả thành tích mà lực lượng quân sự tỉnh đạt được trong năm 2021. Đồng chí mong muốn các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quốc phòng an ninh, phối hợp với các lực lượng giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, quan tâm và thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận, phát huy vai trò của lực lượng quân đội trong tham gia phòng chống dịch COVID-19, vận động quần chúng nhân dân phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng đơn vị địa phương vững mạnh toàn diện. Sáng nay, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quyết định số 267 ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện thành ủy, tổng kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh với Ủy ban Kiểm tra huyện thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Việc ban hành quy chế phối hợp giúp Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện ủy, thành ủy lãnh chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, đảng viên là cán bộ lãnh đạo công an huyện, thành phố đúng quy trình, quy định. Đồng thời, nắm chắc tình hình, thông tin và đánh giá chính xác những ưu điểm, hạn chế trong việc lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Từ đó đề ra chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, công an địa phương. Hội nghị cũng đã tổng kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh với Ủy ban Kiểm tra huyện, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác phối hợp thực hiện quy chế đã giúp thực hiện hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ kiểm tra giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Công an các huyện, thành phố. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện, thành ủy khẳng định tầm quan trọng trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn mới. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp, phát huy tốt vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, xây dựng môi trường an ninh, an toàn, trật tự, kỷ cương, lành mạnh, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã dự hội nghị trực tuyến tổng kết và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác dân vận.
Sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 09 ngày 1 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2021, lực lượng công an nhân dân các cấp đã tổ chức triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Công an đã ký kết và chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội. Phong trào thi đua dân vận khéo của lực lượng công an nhân dân được đẩy mạnh, gắn với thực hiện các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, góp phần làm giảm tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chỉ thị số 09 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2021, Công an Tuyên Quang có một tập thể và một cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen. Không chủ quan, không để bùng phát điểm nóng trong phòng chống dịch COVID-19, ma túy và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là những nội dung được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo, yêu cầu các bộ ban ngành trung ương thực hiện tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành luật phòng chống ma túy, công tác phòng chống dịch COVID-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm được tổ chức sáng nay. Tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến quán triệt luật phòng chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở cơ sở. Theo đó tập trung vào việc dừng hoạt động tập trung đông người không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh dựa trên nguyên tắc 5K cộng vaccine, thuốc cộng biện pháp điều trị phù hợp cộng công nghệ cộng đề cao ý thức người dân. Tuyên Quang là một trong số 30 tỉnh có tỷ lệ bao phủ vaccine cao trong cả nước. Về kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022, Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm sẽ thành lập 6 đoàn kiểm tra tại 12 tỉnh thành phố. Các địa phương sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến quận huyện, xã phường. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, các địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong phòng chống tội phạm ma túy. Đối với công tác này, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy mạnh mẽ vai trò đầu mối, nòng cốt và sự phối hợp giữa các lực lượng, các cấp ngành và địa phương. Việc kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết cổ truyền phải được quan tâm đặc biệt, tăng cường ra quân xử lý. Đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng yêu cầu cần đẩy nhanh hơn tốc độ tiêm vaccine cho người dân để giảm thiểu nguy cơ lây lan, tử vong. Tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm cho người dân đón Tết vui khỏe, an toàn trong tình hình mới. Phát huy truyền thống 77 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang đã và đang tiếp tục phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn xây dựng lực lượng thường trực theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp và lực lượng dự bị động viên hùng hậu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Phát huy tốt vai trò xung kích, đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Gắn các hoạt động thi đua của lực lượng vũ trang tỉnh với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh phát huy tốt vai trò xung kích, đi đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, quân đội vì sức khỏe cộng đồng, tham gia hàng nghìn ngày công giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống, phát triển sản xuất, từng bước giảm nghèo, tu sửa các công trình phúc lợi xã hội, xung kích trong phòng chống thiên tai dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn, góp phần củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các cuộc luyện tập, diễn tập ở các cấp, chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng các kế hoạch, phương án,
biện pháp ứng phó với các cấp độ dịch. Phát huy truyền thống 77 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống của quê hương, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh, củng cố quốc phòng an ninh ngày càng vững chắc. Trong phần tiếp theo của chương trình, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương khởi động vụ ép năm 2021-2022. Xã Xuân Lập nâng cao các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải liên tiếp ra nhiều văn bản yêu cầu lắp camera giám sát theo đúng lộ trình tại Nghị định số 10 và Nghị quyết số 66 của Chính phủ. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị vận tải kinh doanh vận tải trên địa bàn khẩn trương thực hiện nghiêm việc lắp đặt camera trên xe để ghi, lưu trữ hình ảnh trong quá trình tham gia giao thông đối với các phương tiện xe thuộc diện phải lắp camera. Thời gian thực hiện đảm bảo xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố chỉ đạo Thanh tra Giao thông Vận tải phối hợp với đơn vị đăng kiểm trên địa bàn để có phương án giải pháp hỗ trợ các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới khi xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ hoặc xảy ra những vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm định xe cơ giới kinh doanh vận tải thuộc đối tượng lắp camera theo quy định tại Nghị định số 10. Sáng nay, tại nhà máy đường Tuyên Quang thuộc xã Bình Sa, huyện Hàm Yên, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương đã tổ chức lễ xuống mía, khởi động vụ ép năm 2021-2022. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Chúng tôi đang có mặt tại nhà máy đường Tuyên Quang thuộc xã Bình Sa, huyện Hàm Yên. Tại đây, sáng nay đã diễn ra lễ xuống mía, khởi động vụ ép niên vụ 2021-2022 trong niềm vui mừng phấn khởi của cán bộ công nhân Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương. Ngành đường đang có sự phục hồi và có những tín hiệu khởi sắc. Giá mía thu mua nguyên liệu thì tăng và người nông dân thì được mùa được giá. Đây là những tín hiệu tích cực, báo hiệu một mùa mía ngọt đối với cả người trồng mía và cán bộ công nhân ngành đường. Niên vụ ép mía này, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương thực hiện sản xuất tại nhà máy thuộc xã Bình Sa, huyện Hàm Yên. Việc này giúp thu gọn đầu mối, tiết giảm chi phí sản xuất và nhân công, lao động trong giai đoạn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế và đại dịch COVID-19. Tất cả công nhân đang trong tâm thế là rất vui mừng và phấn khởi ạ. Tôi hy vọng là duy trì được cái ngành đường của tỉnh ạ. Hôm nay công ty là buổi đầu tiên xuống mía ép niên vụ 2021-2022. Thì trong cái tinh thần khấn khởi, mỗi cá nhân, cá thể, cán bộ, công nhân viên của công ty ai cũng cố gắng và cũng rất là khấn khởi và cũng nỗ lực hết mình để làm sao có một cái vụ sản xuất 21-22 này gặt hái nhiều cái thành công. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương đã có nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, giữ vững vùng nguyên liệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm đường. Trong niên vụ ép vừa qua, công ty đạt sản lượng gần 15.000 tấn đường, tăng 12% kế hoạch năm. Doanh thu đạt 288 tỷ đồng, nộp ngân sách 18 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 5,5 triệu đồng một người trên tháng. Trong niên vụ mới, công ty quyết tâm đạt sản lượng mía nguyên liệu 104.000 tấn, sản xuất và tiêu thụ 9.700 tấn đường thành phẩm, doanh thu đạt trên 300 tỷ đồng. Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng với cái sự lãnh đạo chỉ đạo hỗ trợ của tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân, rồi ban chỉ đạo mía đường, sự nỗ lực của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương thì chắc chắn cái ngành mía đường của tỉnh Tuyên Quang, trong đó có sản xuất của mía đường của kinh doanh của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương sẽ có những cái phát triển. Hiện nay công ty đang quan tâm chú trọng phát triển diện tích mía nguyên liệu để đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất mía đường niên vụ 2022-2023. Với nhiều hoạt động thiết thực, Công ty Điện lực Tuyên Quang đang xây dựng hình ảnh người thợ điện chuyên nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng, tạo sự gắn bó giữa ngành điện với các khách hàng. Ghi nhận tại Điện lực thành phố Tuyên Quang. Thực hiện tháng tri ân khách hàng năm 2021, Điện lực thành phố Tuyên Quang đã triển khai nhiều phần việc thiết thực như vệ sinh công nghiệp các trạm biến áp, lắp đèn chiếu sáng trong chương trình thắp sáng đường quê, tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo của xã Trung Môn với tổng kinh phí thực hiện gần 100 triệu đồng. Với cái chương trình thắp sáng đường quê thì điện lực thành phố là rất mong muốn là sẽ giúp được cho bà con ở những vùng nông thôn, vùng khó khăn là có cái đèn điện chiếu sáng để cho thôn xóm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và
rất mong muốn là sau cái chương trình này thì bà con nhân dân ở khu vực mà đã được tri ân thì sẽ bảo quản và sử dụng tốt cái đường điện chiếu sáng. Ngay từ đầu tháng 12, Điện lực thành phố đã triển khai đồng loạt các hoạt động tri ân khách hàng trên địa bàn. Cán bộ nhân viên ngành điện đã đến từng đơn vị để trực tiếp thực hiện các phần việc với mong muốn được chung sức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới địa phương. Công trình đường điện thắp sáng đường quê đem lại lợi ích rất thiết thực cho bà con nhân dân các thôn ở trong địa bàn xã, nhất là cái thôn 2 của xã Trung Môn. Những hoạt động thiết thực của ngành điện dành cho khách hàng trong tháng tri ân khách hàng năm 2021 có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, thể hiện trách nhiệm của ngành điện với cộng đồng và xã hội. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, xã vùng cao Xuân Lập, huyện Lâm Bình tiếp tục tuyên truyền, tăng cường quản lý, giám sát các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Là một trong những thôn xa nhất của xã Xuân Lập, những ngày này, tổ COVID-19 cộng đồng của thôn Khuổi Trang cùng với các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch của xã thường xuyên đến kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Trong tổ giám sát với lại là riêng bản thân tôi cũng là cùng tất cả cùng nhau để giám sát những đối tượng về nhà thì nó cũng rất là thực hiện tốt, không có cái gì mà xảy ra. Xác định địa phương là xã có địa hình chia cắt, phức tạp, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều nên xã Xuân Lập đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cùng chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chủ động thực hiện các quy định 5K của Bộ Y tế. Đối với địa bàn xã Xuân Lập, chúng tôi thì là về địa bàn là hiểm trở và khó khăn. Các hộ gia đình thì cách xa nhau. Nhưng mà chúng tôi cũng đã cố gắng thực hiện là đi từng nhà để thực hiện nhiệm vụ truy vết. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã cũng đã họp và phân công cán bộ trực tiếp là đi hướng dẫn và thành lập cái tổ giám sát ở thôn đó để theo dõi giám sát các hộ được cách ly ở nhà để chấp hành cái nội quy về phòng chống dịch. Với sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, xã Xuân Lập đang đẩy lùi được dịch bệnh, người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Chuyển sang các thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới. Ngày 21 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo về việc mở thêm các điểm tiêm chủng và xét nghiệm nhằm ứng phó với sự gia tăng số trường hợp mắc biến thể Omicron. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết khoảng 500 triệu bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 tại nhà sẽ được cung cấp miễn phí cho người Mỹ bắt đầu từ tháng 1 năm 2022. Ông Biden đã đưa ra lời cảnh báo đối với những người chưa tiêm vaccine COVID-19, những người mà theo Tổng thống Mỹ là có lý do chính đáng để lo lắng, và cam kết rằng những người đã tiêm chủng có thể tụ tập trong những ngày nghỉ, mặc dù biến thể Omicron mới đang càn quét trên khắp nước Mỹ. Các biện pháp được công bố vào ngày 21 tháng 12 bao gồm điều động khoảng 1.000 nhân viên quân y để hỗ trợ các bệnh viện đã bị quá tải bởi bệnh nhân COVID-19 ở một số khu vực tại Mỹ. Các biện pháp mới sẽ không được áp dụng đầy đủ trước lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12. Điều này khiến nhiều người dân Mỹ phải sử dụng các dịch vụ xét nghiệm có sẵn trước các cuộc tụ họp và du lịch và bối rối liệu có an toàn để thực hiện kế hoạch trong kỳ nghỉ của họ hay không. Omicron hiện chiếm tới 73% tổng số ca mắc COVID-19 mới tại Mỹ, theo dữ liệu mới nhất của Mỹ, tăng từ mức chưa đầy 1% vào đầu tháng 12. Giám đốc Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại châu Âu, Hàn Quốc đã kêu gọi các quốc gia chuẩn bị cho sự gia tăng đáng kể và mạnh mẽ các ca nhiễm biến thể Omicron, đặc biệt là cảnh báo tình trạng lây nhiễm biến thể Omicron ở những người trẻ tuổi. Theo Giám đốc Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo, cơn bão dịch bệnh khác sắp đến và trong vài tuần tới, Omicron sẽ chiếm số đông những ca nhiễm mới trong khu vực, đẩy các hệ thống y tế vốn đã căng thẳng đến cực hạn. Cho đến nay, biến thể mới đã được phát hiện ở ít nhất 38 trong tổng số 53 quốc gia ở khu vực châu Âu. Trong 89% các trường hợp phát hiện sớm khi lây nhiễm Omicron, các triệu chứng phổ biến đi kèm tương tự với COVID-19 như ho, đau họng và sốt. Phần lớn, những người nhiễm mới trong độ tuổi từ 20 đến 30 bị lây nhiễm tại nơi làm việc hoặc tại các sự kiện xã hội. Sáu mươi giây cập nhật.
Thưa quý vị, trong thời gian qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành và người dân tập trung thực hiện. Tuy nhiên thì có nhiều người dân vẫn chưa chấp hành việc quét mã QR, khai báo y tế theo quy định phòng chống dịch của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong chiều nay tại một số cửa hàng, địa điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và xã Trung Môn, huyện Yên Sơn. Nhiều người dân vẫn còn thờ ơ, chủ quan, không thực hiện quét mã QR. Vẫn còn nhiều địa điểm kinh doanh chưa thực hiện dán mã QR như thế này. Việc quét mã QR không chỉ giúp các đơn vị, cửa hàng, địa điểm kinh doanh, công sở kiểm tra lượng người ra vào, mà còn là một biện pháp giúp các cơ quan chức năng có thể truy vết, khoanh vùng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cá nhân của mình để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.